Sáng nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lễ khởi công dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo di tích lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ. Khu lăng mộ Nghi Thiên Chương Hoàng hậu Từ Dụ còn có tên gọi là Xương Thỏ Lăng, thuộc quần thể di tích Lăng Vua Thiệu Trì. Hoàng Thái hậu Từ Dụ là quý phi của Hoàng đế Thiệu Trì và là mẹ ruột của Hoàng đế Từ Đức. Được xây dựng vào đầu thế kỷ 20, trải qua hơn 100 năm tồn tại, mặc dù trên tổng thể khu lăng mộ này còn khá nguyên vẹn, tuy nhiên qua quá trình tác động của lịch sử và điều kiện môi trường tự nhiên gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nguyên vẹn của di tích. Với sự tài trợ của các đơn vị, nhà hảo tâm, đặc biệt là từ gia đình họ Phạm, đại diện là bà Phạm Đăng Thủy Hoa và công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất xây dựng giao thông Tài Lộc, thông qua quỹ bảo tồn di sản, dự án được khởi công bảo tồn, tu bổ, phục hồi và tôn tạo với kinh phí khoảng 8 tỷ đồng. Trong đó phần xây lắp trên 6 tỷ đồng. Công trình được thực hiện trong vòng 1 năm. Sau khi hoàn thành, không chỉ góp phần bảo tồn một di tích rất có ý nghĩa, còn góp phần quan trọng trong việc hoàn chỉnh tổng thể kiến trúc, cảnh quan, văn hóa nghệ thuật của Lăng Vua Thiệu Trì, đồng thời tạo thêm điểm đến cho du khách, từ bước tạo thêm giá trị trong khai thác du lịch, phát triển kinh tế.